Xin chào tất cả anh em mình nha. Em chào mừng anh em. Chào mừng bà con đến với kênh Em Sắt Đức Thắng nha bà con. Em lên tiếp cho bà con. Cô bác mình một cái con máy mà em cũng nói trước luôn. Máy này nhìn rất là đẹp. Nhưng mà bán rất là rẻ. Vì lý do tí xíu nó khi phát máy lên thì em sẽ báo cho anh em mình. Chứ máy này nhìn anh em nhìn ốc bánh trứng nè. Tán bánh trứng nè. Đẹp gì đó anh em, ngoại hình thì gì, cái thùng nước thì nó hơi lem luốc tí xíu em, nhưng mà chóc ra cái nó sáng như nè, bô e bô lửa zin nguyên si, ốc nắp phi lắp là hoàn toàn chưa đụng luôn, cái lốc thì số si ghi nó về đây, 0393 thôi, còn số sau cùng em đọc hết được rồi. Em nhìn không có rõ, anh em giống số 6. Số 6 hay số 8 vậy? 0393 936. Bên dưới này em nhìn theo góc độ của em nhìn thì thấy nó đẹp quá. Cái thùng dầu thì sao nó có đốm chỗ này em không hiểu. Đâu ai có khả năng mà hàng trong đây mà nó không bị nám được. Thật sự em không hiểu thì nói em không hiểu nên em. Nên nào có được giải thích được thì giải thích em. Thùng dầu thì nó bị đóng giống như đóng sình non vậy. Nó màu đỏ đỏ. Giống như cái màu mấy cái chầu. Không phải. Giống nước tương hột mình thì phải. Biết bán máy mà ví dụ giống nước tương nhưng mà trời ơi như này muốn đi Bình Dương hay gì rồi. Nắp hồng máy em thấy nó rất là đẹp luôn em ơi. NS50 nè mày, em tính. Nó bự rồi đâu nó nhỏ. Nắp flap nó vậy nè. Mong bóng zin, bộ khóa dầu zin. Anh em nhìn nó dầu nó xuống cái nó vàng tươi vậy nè. Giống như nó bị lắng phèn vậy. Chị ơi bác nhờ con qua test cho bà con mình cái này cho chị. Cái này thì em cũng nói rất là bán rẻ cho anh em mình ha. Máy này theo như em nhận xét là nó lỏng bạc thôi nè. Máy thì lóc đồ ốc bát rồi nhìn thấy nó cũng còn liền lạc đó. Mà nhìn thấy không? Có nó làm vậy, cho nó nhấn đại chút đi không? Đây này nghe tiếng không? Đó nè. Em thì không có thời gian làm nhiều. Đưa máy về liên tục anh em ơi. Vô làm anh em nào có tay nghề thì mua về thay bạc đi nha. Nhưng mà chạy vô đây hết không thì không biết nha. Cái này là nó độc tự. Nhưng mà thấy nó ra khối làm gì nè. Cái này nếu mà anh em vô bơm nước rồi chạy cái này nó cũng được rồi. Nổ vô ấm ra. Nổ vô ấm ra bỏ. Chạy vô nổ cho nó đã anh em. Cái máy thì em nhìn thấy lóc rồi còn thấy đẹp quá trời đẹp luôn mà sao nó có tình trạng này. À, em ở đây thì không có thời gian mà làm biết tử mấy máy này. Nắp chụp cò thì em có mở rồi nè anh em lưu ý nha. Thì em bị đủ hơi. Anh em nhìn ngóc, anh em thấy ngóc nó chạy không? Còn ngóc nó phi láp thì chưa nghe nè. Cái này em bán rẻ về cho anh em là cái này em bán anh em 3 triệu rồi. Nó hết 50. Phí ship máy này 350 ngàn ha. Anh em mua về chịu khó thay bạc lại nha. Còn nếu anh em không có thẻ bạc thì anh em để xài vẫn được. Mà em không biết chạy nó gô đai nó hết không thì thật sự là em không biết nha. Cái đó thì em bán theo cái giá máy lỏng bạc cho anh em mình về tự dụng. Rồi anh em nào làm được cái hú em nha anh em. Sáng giờ mới được có 4 anh em ơi.
từ 6 cái trở lên mới được hưởng, còn 4 cái là cũng còn nằm ở dưới nha. Tới bữa nào mà 8 cái là lúc đó là sao Nhi? Cao chào. Cao chào, không nổi. Bữa nào bán 8 cái là lúc đó là nên tới nóc nhà luôn anh em ơi. Rồi em cũng xin kết thúc video ra đây anh em. 6 cái là đặt với tiêu, 4 cái là bình thường, còn 8 cái là được, bữa đó là được hưởng dữ luôn á. Chào tạm biệt anh em.